Vâng, Tuấn Hải xin chào mọi người. Nay em giới thiệu các bác về một cái lô máy cắt cỏ nhá. Này cũng là một lô xả hàng này các bác về cắt nhá. Lô này đẹp luôn. Các dòng động cơ 4 kỳ nhá, dòng Hitachi Makita này. Đấy. À, động cơ 2 kỳ này, Mazuyama Makita, đấy, Tanaka này, Makita tiếp này. Đấy, có một con chiếc máy xả nhá, giá thì hôm nay chỉ từ 600 nghìn trở lên. Đấy. À, cái đồ đi theo là dây đeo chắn cỏ quần cước nhá, đồ vặn đầy đủ luôn các bác phải sử dụng. Đấy, lưỡi các thứ nhá, rất là dày dặn luôn. Đấy, lưỡi dày dặn luôn các bác này. Ngoài ra quật cước này, các bác rồi quật bao phê nhá, máy cực khỏe luôn. Đấy. Số điện thoại cửa hàng bên em là 0392 973 923. Các bác xem video vui lòng cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và một chuông thông báo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, em giới thiệu chi tiết cái lô ngày hôm nay. Được chiếc máy một, chiếc máy đầu tiên là một chiếc máy dòng ECHO. ES201D rồi. Đấy, mã thông số đầy đủ luôn này. Đấy, cái dòng ECHO Qrit 20cc chiếc máy này. Đấy, đã giật nổ ngon lành nhá. Các ốp áng bên ngoài bằng kim loại hết này, trục giật trợ lực lớn này, giật rất là nhạy nổ luôn. Đấy, dòng ECHO nhẹ nhàng. Trước máy này thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Các bác về cắt cực khỏe nhá, 20cc. Đấy. Bình xăng các thứ ngon lành luôn, không vấn đề gì cả. Đấy. Chiếc máy này B1 600.000, các ốp áng kim loại hết các bác này. Đấy, điện điếc ngon lành luôn. Đấy, tum này các bác nhôm. Đấy, các bác dễ dàng tháo lắp ra nhá. Đồ ấy. Rồi, tay đeo tay lái đôi này. Gần điếc ngon lành luôn, đầu bò zin theo của máy. Bên sẽ test nổ luôn tiếng máy đầu tiên nhá, dòng ECHO. Nổ vô cùng. B1 600.000 đồng. Đấy. Giá rẻ nhá. Đã nổ vây lại là cộng cơ rất khỏe luôn. Đấy. Các bác nào cần thông tin thêm cứ gọi điện cho em sẽ tư vấn các bác nhá. 600.000. Bao phê. Chiếc máy thứ hai là một chiếc máy dòng Makita M226 đẹp lung linh luôn. Đấy. Có trợ lực này. Bình xăng các thứ ngon nghẻ luôn, các bác nhìn qua nhá. Đấy. Chế chiếc ngon lành luôn, trong này có bơm xăng phụ này, dưới ấy có bơm xăng phụ này. Đấy, 22cc. Đấy, bô bếp bên trong sáng loáng nhá, và cái ốp bên ngoài này không có cái lan nào cả. Đấy, có tum nhôm này. B2 1.500.000 đồng. Đấy, tay lái đôi này. Đấy, cần Makita nhá, cần zin theo máy luôn. Đầu bò trong cuốn cỏ. Đấy, có chắn cỏ các thứ ngon lành luôn. Đủ đồ cho các bác về cắt nhá, về khai thác luôn, về cắt chuyên nghiệp luôn. Đó. Có công tắc tắt ở đây. Đó. Được cái là bình xăng trắng bốp luôn này. Đấy. Trắng xóa luôn. Có số xe đi đầy đủ luôn, các bác về kiểm tra nhá. Đấy. Ok, sẽ test nổ luôn tiếng máy thứ hai này. Xăng lên. Em mới đổ xăng như này nó chưa lên được cái chế hoặc dần lại các bác nhé. Cái chế bên trong này là em mới đổ xăng trong hết sạch, chưa kịp đẩy lên cái lượng xăng lên. B2 1.500.000 đồng. Đó. Một chiếc máy thứ ba, một dòng Tanaka Powermate. Đấy, chiếc máy này là C, mã là CB2010B, bốn số thế hệ mới này, 20cc. Bình xăng các thứ ngon nghẻ luôn cho nhé, buji các thứ đầy đủ bên trên, dòng trên này. B3 1.300.000. Đấy, bình xăng ngon nghẻ luôn. Đấy, gọi là cực rẻ. Các về cắt gọi là giá mua dịch luôn. Đấy. Có trục giật ở bên trên nhá. Các bác khi các bác sử dụng các bác không cần phải đặt máy xuống giật, các bác cần đưa tay đằng sau giật phát nổ luôn. Đấy.
1.300.000 dòng Tanaka Power Made tum nhôm này. Tum bằng nhôm, các bác không tin thì các bác thể mang đâm châm để đánh đính thử nha, xem có dính hút không nhá. Tay tay cầm chắc chắn luôn này. Đấy, đầu bò nhá, các thứ ngon luôn. 1.300.000. Căng tin máy nổ rất giòn dã nhá. Đấy, B3 1.300.000 đồng thôi. Tanaka Powermate. Đó. Chiếc máy thứ tư dòng Makita. Đấy, Makita 264 26cc lòng 34 ly. Cái máy này để các bác đi quật cước thì thoải mái nhá. Dòng này quật cước được rồi. Đấy, 26cc liền. Giá 1.800.000 thôi. Đó. Bô viết bên trong sáng loáng này, các cái lan bên ngoài này nó hơi bị xỉn màu thôi. Nhưng vẫn chắc chắn nhá, chưa bị gãy lan nào cả. Đấy. Chế le đỏ này. Chụp ra trợ lực đây. Chiếc máy này thì nhẹ nhàng rơi tầm khoảng hơn 4kg. Đấy, các bác đi hoạt động liên tục thì không sợ bị nặng vai. Đấy, sử dụng bền bỉ luôn cái dòng Makita này, rất là đẳng cấp. Thế như các bác biết cái dòng cưa này, cái dòng động cơ tay cầm đấy. Đấy, thì dòng Makita sản xuất thì là thương hiệu lớn rồi. Đấy, rất là bền. 264. Chiếc máy này là động cơ 2 kỳ, các bác xăng pha nhớt nhé. Có bơm xăng phụ ở dưới này, các bác khi sử dụng thì các bác nhớ bơm lên một chút để nó vào cái chế nhé, thì nó dễ nổ hơn. Đó, bơm xăng lên. Đấy, tay lái đôi nhé. Tay lái đôi này, các cái ven cầm nắm rất chắc chắn luôn, các bác về cắt thoải mái nhé, dòng này quật cước bao phê. Đấy. Đó. Ok, sẽ nổ luôn này. B4 1.800.000 đồng. Đó. Ok, cực ngon. Đến một chiếc dòng tiếp theo. Những cái dòng Mazuyama MBC255 thuộc giật trợ lực lớn này. Đấy, cái dòng này giật thì nhạy nổ luôn. Đấy, dòng này giật thì không bị mất sức nhiều nhá. Và giật phát nổ luôn nhá. Rất nhẹ nhàng, trẻ em không giật được. Đó. Bình xăng lớn này. Khá lớn thì các bác đựng nhiều nhiên liệu, dùng bền bỉ luôn. Thế chiếc ngon lành nhá. Hai kim chỉ. B5 1.800.000 dòng Makita. Đó. Rất là xịn. Đấy. Dòng ở Nhật Bản chính hãng nhá các bác nhá. Đây tem mác đàng hoàng chữ Nhật bên trong nhá. Đó. Tôm ba ốc này. Đấy. Tay nắm chắc chắn luôn. Cần gạt đây. Đó. Đầu bò nhá, đầu bò chúng vẫn cỏ này. Mà chỗ lô là B5 1.800.000 thuộc dòng trợ lực lớn này, các thứ đều ngon nghẻ luôn các bác nhá. Đấy, dám đây. Đấy, bao ship toàn quốc, bảo hành 6 tháng luôn các bác, cái dòng này. Đấy. B5 1.800.000. Đấy, khi em giao hàng thì em sẽ chỉnh cháo làm sao cho ngon lành nhất các bác, về sử dụng yên tâm nhé, không cần phải là chỉnh gì. Các bác mua về chỉ lắp dao vào phát là các bác phát luôn. Đó. Đấy, bên em thì bảo hành 6 tháng uy tín luôn. Đấy. Đây là những máy động cơ của 2 kỳ. Đấy. Còn bây giờ thì em giới thiệu các bác cái dòng động cơ 4 kỳ nhé. Đấy. Cái dòng 4 kỳ này thì đặc điểm hay của máy này là xăng riêng, nhớt riêng. Đấy, xăng riêng này, cho đổ xăng vào đây. Nhớt các bác đổ bên ngoài này. Đấy. Nhớt đây, đổ đây. Đó. Cái dòng này thì dễ dàng sử dụng. MM428X28cc chiếc máy này. Khá khỏe, các bác đi quật cước bao phê rồi. Đấy, nhiều bác có thể lắp vào làm đẩy thuyền các thứ nhá. Cái dòng này hay của máy là các bác chỉ cần đổ xăng vào đây. Đấy. Không cần pha chế gì, rất dễ sử dụng. Xăng đây, nhớt đây. Đấy, chế le đỏ hay kim chỉnh luôn. Đó. Các thứ rất ngon. 28cc, B6 này, 2.2 triệu. Để nói về một cái dòng Makita 4 thì độ mới trên 95% như này là giá mềm rồi.
bình xăng các thứ trắng bốp luôn này các bác nhé. Đấy, bình xăng này ngon nghẻ luôn, trắng bốp luôn này. Đấy, chụp ra trận lực cũng khá là lớn đấy các bác, giật là dễ nổ luôn. Đến điện ngon lành đây, công tác tắt máy đây nhá. Cái dòng này thì các bác nào mà chưa sử dụng bao giờ hoặc là chưa biết cách sử dụng về động cơ hai kỳ này ấy, thì dòng này sử dụng dễ, được đặc định giá là dễ này, dễ sử dụng. Tum nhôm này, đấy, tum bằng nhôm này, Makita. Tay ga bóp nhá, cần chiếc zin theo của máy luôn. Đó, có mỗi chắn cỏ là hơi xịn, xịn hơi cũ một chút thôi. Đấy, còn cái đầu của máy rất là xịn. Đấy, cần cũng là MM428X này, cần zin theo máy luôn, B6 2.200.000. Căng tin máy nổ cực êm luôn. Đó, rất là êm. B6 này 2.200.000 đồng. Máy dòng này thì không gắt mà nổ rất êm. Khi phát thì cái vòng tua lớn nhá. Đấy, các bác sử dụng cái này thì ngon, nhẹ nhá. Ok, một chiếc máy tiếp theo. Dòng cũng dòng Makita 4 kỳ. Chiếc máy này là 426 này, 26cc. Đấy, 26cc. Bình xăng các thứ nhá, các bác nhìn qua nhá. Nhìn qua trước là cái bình xăng trước nhá, trắng bốp luôn này. Đấy, qua đổ nhớt nam và đổ nhớt nhớt động cơ 4 kỳ vào đây. Đấy. Khi các bác sử dụng thì các bác nhớ là thường thường thì kiểm tra, khi các bác đổ xăng các bác cũng phải bỏ nhớt ra, các bác kiểm tra nhá. Đấy. Chế chiếc ngon lành luôn, dòng 26cc. Quật cước hay là đi lắp vào đi làm sới đất này. Đấy thì thoải mái. Bình xăng các thứ nhá. Trọng lượng chiếc máy này rơi tầm khoảng là 4,5 đến 5 kg thôi. Rất là nhẹ nhàng, sử dụng thì không sợ bị nặng vai, bền. Mới như thế này đấy. Mà V7 bên em bán giá 2.200.000 thôi nhá. Tung nhôm, tung bằng nhôm, chắc chắn các bác dùng tung này thì không sợ bị cháy, không sợ bị bẻ vỡ nhá. Công tắc tắt máy ở đây. Đó, đây lái đôi này, cần gạt này đấy. Đấy, đầu bò các thứ cần kiếc ngon zin luôn. Ok, test nổ luôn tiếng máy này nhá. À, B7 2.200.000. Cái dòng 4 kỳ này đặc điểm là khi cái nổ các kỳ thì êm nhá, rất là êm đềm luôn. B7 2.200.000. Đó. Đẹp lung linh. Đấy, công suất lớn này, 26cc. Ok, một chiếc máy cuối cùng nhá, dòng Makita. À, dòng Hitachi. Hitachi 25. Cái máy này 25cc này, chụp tạt trợ lực có chụp tạt trợ lực này. Đấy. Xăng riêng nhớt riêng. Đó. Rất hay, rất là xịn. Đấy. Dòng Hitachi này thì thương hiệu sản xuất thì các bác biết là sản xuất như máy giặt này hay là loại các thứ thì cũng là một thương hiệu sản xuất máy móc là hàng đầu của Nhật Bản. Đấy, dòng bảo là Nhật bãi nhưng mà chiếc máy này độ mới thì cao rồi. Chiếc này gọi là thiếu cái hộp. Đấy. Chụp giặt này, ngon nghẻ luôn, bình xăng các thứ nhá. Hitachi. Đấy. Nó nhiều cái lỗ tản nhiệt nhá, cái dòng này sợ không sợ bị nóng, nhiều lỗ tản nhiệt. Đó. Đấy, tay ga bóp luôn cho bác này, tay ga bóp này. Đó. Công tắc bên trên này nhá, còn ở bên trên. Đấy. Đầu bò cái thứ ngon luôn này, Hitachi. 2.200.000, này là 4 kỳ này, hôm nay đồng giá luôn các bác là 2.200.000 để động cơ 4 kỳ. B8 2.200.000 ở cái mã này ngày hôm nay. Ok, em test nổ luôn này. Dòng nào thế rồi, dòng có 4 kỳ nổ êm, cực êm luôn nhá. V8 2.200.000. Đấy. Thế đây là 8 cây máy em vừa giới thiệu qua.
Thì các bác nào có nhu cầu cần mua máy thì liên hệ qua số điện thoại là 0392 973 923. Các bác xem video thì nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, một chuông thông báo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.